Kính bạch Thầy, trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật có nói ở phẩm thứ ba về tội xâm chiếm của thường trụ, ăn cắp của thường trụ, phải đọa địa ngục A Tỳ. Chúng con là những Phật tử đến chùa tu học và làm công việc Phật sự, tự ý bật quạt cho mát, tự ý sạc điện, tự ý sạc điện thoại, đun nước bằng ấm điện để uống, ăn, ăn la cà, làm hao tổn tiền của thường trụ. Vậy chúng con có mắc tội như trong kinh đã dạy hay không ạ? Mắc hết. Mắc hết thì sao? Thế nên chúng ta đến chùa làm gì, đúng không? Đó. Kính mong Thầy chỉ dạy cho chúng con để chúng con tránh được những sai sót lỗi lầm trong bước đường tu học ạ. Ở đây á, chúng ta đã nghe câu hỏi của một Phật tử dẫn ở trong kinh Địa Tạng phẩm thứ ba nói về cái tội xâm hại của thường trụ và ăn cắp của thường trụ phải đọa vào A Tỳ địa ngục. Chúng ta phải hiểu thế nào là ăn cắp. Chúng ta hiểu thế nào là ăn cắp. Ví dụ chúng ta khởi cái tâm xấu ác mà ăn cắp thì đó mới gọi là ăn cắp. Còn ở đây là các Phật tử chúng ta đến chùa tu học, đã được Thầy trụ trì và các Thầy chư Tôn Đức Tăng Ni ở trong chùa tổ chức khóa tu cho chúng ta đến để tu. Trong quá trình tu học chúng ta cũng có làm công quả, có nhất tâm học Phật. Thì chúng ta nóng thì đương nhiên chúng ta phải bật cái quạt lên để cho gì? Cho nó mát thôi, đấy đâu phải là ăn cắp. Hay là điện thoại chúng ta hết pin thì đương nhiên chúng ta phải cắm cái điện thoại để sạc pin thôi, đấy cũng không phải là ăn cắp. Đó. Hoặc là chúng ta gì? Chúng ta đói quá xuống bếp chúng ta thấy cái gì đó ở dưới bếp còn chúng ta thì nói với các sư cô, sư bác, sư chú, đang các Phật tử đang chấp tắc cái bếp, đói quá thì em ăn cái này, anh này. Đấy cũng không phải là ăn cắp. Ăn cắp ở đây ví dụ này, chúng ta đi lên dọn dẹp trên Tam Bảo, thấy Phật tử vừa cúng cái phong bì, chúng ta thấy có thể thấy dày dày, có thể cho nghĩ đây nhiều tiền lắm đây. Chúng ta khởi cái tâm xấu là gì? Ôi dồi ôi, tiền nhiều thế này á. Ngó ngang, ngó dọc, ngó trái, ngó phải, không thấy ai một cái là gì? Vơ là cho vào túi mình, đó mới gọi là ăn cắp. Hiểu chưa? Đấy, khởi cái tâm tham, như thế mới gọi là ăn cắp. Kể cả ăn uống cũng thế, ví dụ như là cái đồ cúng ở trên Tam Bảo chẳng hạn. Chúng ta nhìn thấy cái hoa quả nào hay là bánh trái gì thế là ngon mà chúng ta gì? Ngon thèm thế. Chúng ta không có hỏi gì ai. Ví dụ trên Tam Bảo thì chúng ta muốn thì ra bạch các sư cô trực ở đấy, hay ở trên nhà tổ thì có các bác, các cô ở đấy, thì chúng ta bảo bạch cô, bạch bác, hay là xuống bếp, hay là gặp chỗ nào đó gặp các quý thầy, bạch các quý thầy, con thấy cái này thầy bố thí cho con được không? Nếu họ bố thí cho thì mình ăn, còn họ không cho mà chúng ta cố tình trộm lấy để ăn á, thì đó mới là ăn cắp, ăn trộm, ăn vụng. Chúng ta phải biết là ăn cắp, ăn trộm và ăn vụng. Nó có khác nhé. Ăn cắp và ăn trộm á, thì nó cũng tương tự giống nhau. Nhưng còn ăn vụng á, thì nó cái này nó cũng tội nó gì? Ở trong phạm vi là nhỏ thôi. Ví dụ ăn vụng chúng ta nhìn thấy cái gì nó đáng giá nó không nhiều. Ví dụ chúng ta làm trong bếp chẳng hạn, chúng ta nhìn thấy cái này thèm quá, nước miếng nó cứ đổ ra, không biết nó ngon đến mức độ nào đây. Ngó ngang ngó dọc không thấy Phật tử nào, không thấy các sư nào gì, cho miếng ăn luôn. Đó gọi là ăn gì? Ăn vụng chứ không gọi là ăn cắp, hay không gọi là ăn trộm. Vì cái giá trị của nó rất là ít. Cho nên cái ăn vụng ấy thì tất nhiên trong cái bộ sách Sa Di Luật Giải mà chúng tôi ngày xưa còn bé mới xuất ra học Sa Di ấy, có cái chuyện một hôm Đức Phật với đại chúng đang ở trong tinh xá Trúc Lâm. Bỗng nhiên ở trên hư không có cái tiếng khóc, gào khóc thảm thiết. Tôn giả A Nan nhìn lên thấy cái một con quỷ. Thì ở trên mình, trên đầu thì lửa bốc cháy, miệng thì khạc ra lửa. Với hai dây nách này này, thì hai dây nách này thì lửa cứ phun ra và khổ đau vô cùng.
lăn lộn ở trên hư không và khóc lóc như vậy. Tôn giả A Nan và bạch Phật, vì lý do gì mà có con quỷ nó đau khổ như thế? Trên đầu phụt ra lửa, miệng khạc ra lửa, và dưới hai nách lửa phun ra như thế. Đức Phật mới nói: này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ để thấy, thì con quỷ kia vốn ngày xưa thời Đức Phật Ca Diếp còn tại thế. Xin lỗi, thời Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn rồi, vào cái thời gọi thời tượng Pháp. Thời tượng Pháp. Bây giờ có một ngôi chùa có rất nhiều tăng chúng tu hành. Thì bây giờ có một vị Sa Di làm ở dưới bếp. Cho nên hôm đó thì Đức Vua, Quốc Vương và Hoàng tộc đến cúng dường rất nhiều là cái đường ấy, đường mật ấy. Ngày xưa là đường mật chứ không phải là cái đường như bây giờ đâu. Đường mật, chúng ta biết đường mật chưa? Đường mật tức là ngày xưa nấu bằng mía, dùng một cái mía đường đó nấu xong rồi kéo, ngày xưa gọi là kéo mật ấy. Đem đun lên, đem đầu tiên là ngày xưa là phải giã đấy nha, chứ không có máy ép như bây giờ. Giã mía xong vắt, vắt xong bắt đầu lấy cái nước đó lọc đi vài nước cho nó trong đi, nó không còn bị cái cắn cái bã mía nữa. Dùng cái vải màn, vải vải tuyên trắng ấy, gập mấy lần lại lọc, lọc xong vắt, vắt xong bắt đầu là cho vào đun, đun khoảng mười mấy 20 tiếng đồng hồ gì đấy tùy theo, cho nó từ cái chỗ nước loãng như vậy nó cứ bọc bọc đun củi thật nhỏ đấy, không cho to nhá, cho to quá cũng được, đun thật nhỏ rồi vừa vừa thôi, cứ thế dần dần nó bốc hơi dần, và nó hơi nóng nó bốc, vừa bốc hơi là vừa khô dần cạn dần, bây giờ nó cứ dày nó dày lại như mình nấu bá sắn á, quay bá sắn á, xong bắt đầu mang ra đóng cái khuôn, tùy là khuôn to khuôn nhỏ, đem đổ vào đó, xong bắt đầu để một thời gian vài tiếng đồng hồ, nó cứ nguội dần nó đóng lại thành cái cục gì ạ, cục mật. Thường người ta làm, người sẽ làm 1 cân 2 cân hoặc là 5 cân, có cục một yến thì đấy, cái gọi là kéo mật, ngày xưa người ta gọi là kéo mật. Xong đó thì Đức Phật nói là quốc vương và đại thần cũng như là vương tộc đến cúng dường cái ngôi chùa ấy. Thế cái vị Sa Di nhìn ở làm dưới bếp, cho nên thấy mật mang vào trong bếp để cúng dường chư tăng ấy, cái vị này thèm quá, không biết làm thế nào. Cho nên những vị này ở trong bếp đi ra đi vào, nhìn mấy thầy nhà bếp đi ra một cái là vị này liền là sấn một cái cục đường đó, cục mật đã đem này, để vào trong cái nách này, kẹp lại. Cứ thế này là suốt buổi làm việc cứ thế này. Đấy, cứ thế này. Kẹp là hai cái nách kẹp lại rồi cứ thế này. Xong rồi một tí thấy thì các sư làm trong bếp đó, đại chúng làm trong bếp sơ sẩy một cái vị này và đến gì giải lao chạy ra ngoài sang đằng sau bếp, ăn vội ăn vàng cái cục mật đấy. Đức Phật nói, Đức Phật Thích Ca nói rằng vì ăn trộm của thường trụ, cái đấy là khởi tâm ăn trộm rồi, nó không phải là ăn vụng nữa, nó vượt trên cả ăn vụng, nó biến thành gì, ăn gì, ăn trộm rồi. Ví dụ ăn vụng thì đang làm đang thái thế này, ngó ngang ngó dọc không thấy ai, bỏ vào miệng ăn một cái miếng nhỏ nhỏ thôi á, thì đó gọi là ăn vụng. Nhưng đây là vượt trên cả ăn vụng, có nghĩa là lấy và thủ giấu đi rồi, xong rồi mang sang đằng sau ăn. Đó, cho nên vì cái tội ấy, Đức Phật nói rằng sau khi chết đi, đọa làm thân quỷ đói trải qua 100.000 vạn kiếp cho đến nay vẫn làm thân quỷ đói như thế. Và trên, vì sao mà trên đầu bốc ra lửa? Vì tham, khi ăn trộm nó khởi cái tâm tham cho nên trên đầu bốc ra lửa. Vì sao mà trên miệng lại khạc ra lửa? Vì ăn cái đồ gì? Ăn cái đồ ăn trộm, cái đường, cái mật ăn trộm của chúng tăng ấy, cho nên khạc cái lửa. Vì sao cái nách, hai nách lại gì, lại phun ra lửa? Vì giấu gì? Giấu hai cái cục đường ở hai cái nách ấy, cho nên thì mới lửa mới cháy phun ra từ đó. Cho nên đau khổ vô cùng ấy. Vì vậy á, nếu ở trong chùa này ai mà có đói, có thèm lắm á, thì có ăn thì ăn vụng thôi, đừng có ăn trộm nhá. Có ăn thì ăn vụng thôi, ăn vụng thì bị cười chút thôi, bị cười bị chê chút thôi, thì cái tội nó cũng không đến nỗi nặng như thế đó. Nhưng mà tốt nhất là gì, cũng đừng có ăn vụng nữa, không ăn trộm, không ăn cắp và cũng không ăn vụng nữa là tốt nhất. Còn Phật tử lo rằng đến chùa đấy bật quạt này, lúc làm công quả này nó mệt quá, nó nóng quá, đi vào bật quạt này, rồi cắm sạc ổ điện này, hoặc là xuống bếp nếu có ăn thì phải hỏi, muốn ăn cái gì hỏi, thì chúng ta không phải là ăn trộm nữa,
mà chúng ta chỉ phạm mà còn ăn phi thời mà thôi. Ăn phi thời nó mắc cái lỗi thôi. Lỗi ăn phi thời chứ không phải ăn trộm. Có bất cứ người nào chúng ta hỏi, ở cái này con ăn được không? Con đói quá, cho con gì, cho con bố thí, con sẽ kiếm ăn cái này được không? Các thầy bảo là sẽ ăn được thì mình ăn thì vô tư. Đấy. Hiểu chưa? Đấy chứ không có lại ngày mai lại không dám đến chùa nữa thì thôi đấy. Mở khóa tu là đến chùa bật quạt, ngồi trong quạt nhà chùa thì mắc phải tụi ăn trộm. Rồi cắm ổ cắm điện thì sợ lại cũng mắc phải tụi ăn trộm. Đói qua xuống bếp xin ăn mắc phải một đồ ăn trộm, không dám đến chùa nữa thì nguy. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ thế nào là ăn trộm. Khởi cái tâm tham, khởi cái tâm ác, khởi cái tâm muốn chiếm đoạt thì đó mới gọi là ăn trộm. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.